À, chào các bạn, đây là mình vừa mới về cây chuối Siam Ruby đỏ. Thì chắc đóng hàng của anh này rất là ok, nhìn rất là yên tâm. Bây giờ mình bắt đầu mở nha các bạn. Ngọt đang lên luôn, đang lên ngọt mới, rất to. À, xin chào các bạn.